Sau khi tổ chức đám cưới tại quê nhà Bắc Giang và Phú Thọ, Hà Đức Chinh và bà xã tiếp tục có tiệc báo hỷ vào tối hôm nay 10 tháng 5. Ngày trọng đại của nam cầu thủ nổi tiếng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả vì độ hoành tráng, xa hoa cũng như có sự xuất hiện của một số gương mặt đình đám của làng bóng. Đám cưới của Hà Đức Chinh diễn ra tại một địa điểm sang trọng ở thủ đô Hà Nội. Những hình ảnh ghi lại cho thấy nam cầu thủ sinh năm 1997 hết sức đầu tư cho ngày trọng đại của mình. Khắp không gian nơi tổ chức tiệc cưới đều được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết, kết hợp giữa ánh sáng lung linh huyền ảo và hoa tươi. Trong không gian đẹp mắt như cổ tích, sự xuất hiện của cô dâu chú rể khiến tất cả các quan khách đổ dồn sự chú ý. Hà Đức Chinh điển trai trong bộ suit đen, tóc vuốt cực bảnh bao. Trong khi đó, cô dâu Mai Hà Trang xuất hiện trong bộ váy cưới bồng xòe vừa cổ điển, sang trọng mà vẫn rất lộng lẫy. Đến phần tiệc mời khách, cô dâu trẻ thay đổi sang chiếc váy chữ A để nhẹ nhàng hơn trong việc di chuyển. Dù khoác bộ váy nào lên người, Mai Hà Trang vẫn nhận được ánh mắt trầm trồ của mọi người vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Để đầu tư cho sự kiện trọng đại này, bà xã của cầu thủ nổi tiếng đã chơi lớn đặt may riêng từ nhà thiết kế Linh Nga. Được biết vào chiều ngày 10 tháng 5, Hà Đức Chinh chính thức cầu hôn bạn gái. Nam cầu thủ gốc Phú Thọ đã đánh úp bất ngờ khi Mai Hà Trang còn đang thử váy cưới. Cầm bó hoa trên tay, Hà Đức Chinh bối rối bày tỏ và cuối cùng quỳ gối trước mặt cô dâu. Chứng kiến hình ảnh này, Mai Hà Trang bật khóc và nói lời đồng ý khi gọi chồng cực ngọt. Dù đã làm lễ kết hôn vào tháng 2 năm 2022, nhưng vì vẫn chưa chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm, nên đến nay nam cầu thủ mới cùng ekip lên kế hoạch làm nửa kia của mình. Bất ngờ, sau 4 năm quen biết và hẹn hò, Hà Đức Chinh và bạn gái Mai Hà Trang đã có cái kết đẹp. Vậy là từ nay, làng bóng Việt Nam có thêm một cặp vợ chồng cầu thủ, chân dài vô cùng xứng đôi vừa lứa như thế này.